Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Quay luôn rồi hả? Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, sáng nay quay phim ngắn nha các bạn. Ghê không, gành hoành tráng không? À, hôm nay là một đứa em của mình làm đồ án tốt nghiệp quay phim hả? Dạ đúng rồi. Cho nên là đang làm về cái đề tài về cái đồ án này ha. Đang hỗ trợ em nó quay. Sẵn rồi sẽ quay behind the scene cho mọi người coi là anh em làm việc như thế nào. Team có 3 người làm việc cũng vui vẻ. Ê Thành ha. Thành sẽ làm cái đồ án tốt nghiệp của mình. Hôm nay thì mình sẽ quay về một cái chủ đề rất là thú vị mà các bạn chưa bao giờ từng thấy trên kênh của Nam Ngô Farm nha các bạn. Một cái đề tài rất là mới lạ, clip sẽ được ra mắt trong khoảng thời gian sắp tới, mong các bạn đón xem trên kênh Nam Ngô Farm. Nghe có vẻ hoành quá, nghe giống như họp báo của phim. Đây là cái gì? Xâm chiếm phòng vé luôn. Phòng vé. Đây, tụi mình vì setup ngoài trời là cắm từ ổ điện từ trong cái khu vườn ra phía ngoài luôn, cắm mấy lần xong rồi đây là kịch bản chi tiết thôi, nhưng mà không mấy đâu, cho coi này thôi, ở mức công lộ sao sử dụng cái tảng sáng này nó cái chung... nhà lá vườn đó các bạn, chung ký không đến nổi vậy này đâu. Quá khổ luôn, cây nhà lá vườn nha các bạn. Xin sử dụng những rồi. Gì có sẵn vậy nó mới thể hiện được cái tài người setup đúng không? Dạ. Quá đẹp trai. Khác gì diễn viên điện ảnh đâu trời. Coi cũng được lắm á, coi chừng cháy máy. Cái nhà này các bạn, nhà này từ lúc mà xây lên tới giờ cũng mấy đoạn làm phim lại quay phim á. Hồi xưa, hồi lúc mà mới á thì nhiều đoạn làm phim lại đề nghị là mượn cái bối cảnh, cái không gian để quay phim. Mình cũng thấy diễn viên đồ coi công tác đoàn người ta làm việc vòng vòng đây nhiều. Mấy năm gần đây thì không có cho mượn nữa. Tại mỗi lần mượn xong dọn dẹp cực quá. Giờ mình làm chính luôn. Chi phí không đồng luôn rồi. Chi phí không đồng luôn thiệt. Hồi xưa mỗi lần quay phim cũng được nhiều ta 3 củ, 5 củ rồi cho mấy người trong nhà rồi cà phê, pháo rồi dọn dẹp rồi. Giờ không đồng luôn. Rồi trước tiên thì cảm ơn anh đã nhận lời cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Rồi cảm ơn thì năm cũ. Dạ, bấm máy luôn nha. Bút năm cũ ra. Rồi chết rồi, không có gì rồi. Rồi anh ngồi lên kia một phút luôn em nha. Rồi. Này quay xong thành khô một nắng luôn nha các bạn. Bắt đầu. Hello, giới thiệu mình. À, tự nói luôn hả, chứ không có đọc câu hỏi. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, mình là một người rất yêu thương động vật ha, rất yêu thích thiên nhiên và động vật. Thì xuất phát điểm mình cũng là một người kinh doanh. Thì sau thời gian mà kinh doanh nó nhiều cái phức tạp nhức đầu quá thì mình mới quay về nhà mình. Thì mình mới tập trung cho những cái sở thích của mình, đó là hòa nhập với thiên nhiên rồi yêu thương động vật. Đó thì mình có làm quen với bộ môn bò sát đó, thì mình đã rất là yêu thích nó. Thì từ cái niềm đam mê đối với bò sát đó thì dần dần mình mới muốn truyền tải những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức của mình về bò sát. Thì bắt đầu mình tìm hiểu tới cái việc mà làm những cái nội dung để mà phát trên cái mạng xã hội ha. Thì qua những cái video clip của mình thì mình cũng muốn truyền tải cái kinh nghiệm cũng như là cái sự đam mê của mình đối với động vật đến với mọi người, cũng như là truyền cảm hứng cho mọi người có thể yêu thiên nhiên hơn, yêu động vật nhiều hơn. Câu hỏi 1. Rồi. Câu hỏi đầu tiên là lý do vì sao anh bắt đầu làm nhà sáng tạo nội dung. Ok. Ok các bạn thì chưa hả? Máy chạy 3 2 1. Ok các bạn thì khoảng từ 5 năm trước thì mình đã bắt đầu làm những cái video đầu tiên. Thì lúc đó mình cũng chưa có định nghĩa được con người của mình sẽ làm một cái nghề nghiệp mình đang làm, nó gọi là sáng tạo nội dung đâu. Nó xuất phát điểm ban đầu của mình thì là mình muốn chia sẻ những cái hiểu biết của mình về cái con bò sát.
thì ngay từ nhỏ mình đã nuôi rất là nhiều động vật rồi. Thì khi mà mình tìm hiểu về bò sát thì mình cảm thấy là mình với nó giống như là một với nhau, là sinh ra là để có nhau luôn. Thì mình rất là say mê tìm hiểu về bò sát rất là nhiều ở trên mạng. Thì sau đó nó mới xuất phát cái nhu cầu khi mà tham gia trên cái cộng đồng chung á, thì mình thấy rất là nhiều bạn vẫn chưa có hiểu rõ về cái giống loài này cũng như là cái cách vận hành của nó. Thì chính từ điều đó nó làm cho mình muốn làm những cái video để chia sẻ đến nhiều người hơn nữa biết về cái dòng bò sát có thể làm bét này. Nó cũng rất là đáng yêu, nó cũng rất là thông minh và có nhiều điều hấp dẫn. Sẽ còn rất là nhiều cái câu hỏi nữa cũng như là rất là nhiều cái hoạt cảnh được quay trong cái phóng sự này. Các bạn chờ xíu nha, mình sẽ quay cho các bạn coi. Nó thấy mình đang quay không, nó đứng yên chỗ, nó đứng đơ luôn. Giới thiệu chú bị quay cái gì? Hello. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, chuẩn bị quay một cái hoạt cảnh, những cái công việc hàng ngày tại Nam Ngô Farm nha. Hồi nãy quay phê không? Phê, quay, nắng phê quá, giờ mới được vô ngồi mát đây. Nãy ngồi nắng toàn phần luôn. Quay có 15 phút nói mà quay như tiếng máy. Vui. Tính làm hôm nay mới có dịp, nói chung là clip cũng nhiều rồi. Mà hôm nay mới có clip, có dịp để trải lòng với mọi người về cái cũng như cái suy nghĩ, cũng như cái tiêu chí làm clip của mình. Cũng vui được trải lòng, được chia sẻ được những cái điều mà mình muốn nói. Còn thường thường thì trong clip thì mình không có đủ thời gian để mình đề cập đến nó. Tính làm gì với chuyên nghiệp mà? Chuyên nghiệp quá luôn. Cũng không nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ đi sâu vô cái hoạt động về media vậy các bạn. Cũng hên là cái mỏ này nhiều chuyện. Vô bắt nhiều kịp. Thôi giờ được góc máy từ trên đó xuống à. Ổn quá. Trứng vậy luôn. Giấu cái điện thoại. Thì khi mà mình không có làm việc những cái nội dung trên mạng xã hội thì mình dành rất là nhiều thời gian để ngồi nhìn ngắm những cái diễn biến hoạt cảnh xung quanh nhà mình. Ví dụ như ngồi ở đây có thể ngắm nhìn những bạn chim, hai con chim chống mái, nó gọi là nó tỏ tình với nhau rất là dễ thương. Rồi xung quanh đây thì có rất là nhiều bạn nhông rào. Thì tới cái mùa giao phối sinh sản á, các bạn đó cũng dí nhau phối cắn đó. Rồi có khi gặp một vài bạn tí chạy tới ăn bụng đồ ăn của các dòng bé khác. Rồi có khi gặp cả rắn nữa các bạn, những con rắn rắn lục, rắn chuột rồi nó vòng vòng ở đây đó. Thì rất là nhiều những cái hoạt động đây. Rồi có thể hôm nay ngồi thì cái cây linh sam này nó chưa nở hoa, ngày mai thì cây linh sam nó nở hoa. Cái cây nho thân gỗ thì hôm trước thì chưa có trái thì hôm nay có trái. Dừa thì hôm trước nó chưa có chín thì hôm nay chín được. Đó thì tất cả những cái sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ thì mình thích dành thời gian để ngồi mình quan sát như vậy. Sau những cái giờ phút mà làm việc nó nói là quá nhanh ở trên mạng xã hội, thì khi được về với cái ngôi nhà của mình, cái máy ấm của mình, thì mình chỉnh cho cái tốc độ nó chậm xuống để có thể tận hưởng giây phút của hiện tại. Okay, các bạn có thể nghe tiếng cu gái rất là nhiều. Tiếng cu gái rất là nhiều luôn. Cho đến cái sự bình yên của nông thôn Việt Nam mà mình yêu thích cái không gian này. Rất là yêu thích cái không gian này. Nhất là buổi trưa giờ này nè. Xe cổ ít, nghe tiếng nghe nó vắng vắng, không có tiếng xe chạy, nghe tiếng cu gáy. Nhìn nó mấy cái con này mắt cao lên, nó cao lên lên chỗ bên đâu đâu đây nè, đâu bên này, chỗ tay. Lấy ly cà phê lên. Ly cà phê lên. Từ từ nhẹ nhẹ. Phải. Xong. Rồi bây giờ còn một cái góc toàn nữa Thành ơi. Góc toàn nhìn lên mấy con này. Dọn ghế đi Thành, dọn mấy cái ghế bên kia qua đi. Rồi chiêu chiêu nhìn ngắm nghía là gõ mấy con chim vô. À, ba thằng nhóc đây nè. Kìa, đứng gấp toàn, gấp ở đây nè. Dính ghế không? Ở đây dính cái này rồi, dính cái tủ rồi. Đẩy lên xíu à. Không, ban từ đây qua đây. Ban lên đây. Ban nhẹ nhẹ lên. Quay luôn hả? Behind the scene mà, cái gì cũng quay hết. Quay hết tất
giờ tới cảnh cho thóc ăn cái gì cho chim thóc hả? Thóc. Okay. Có thóc luôn. Bình thường anh cho ở đâu? Giờ là thôi quấn đây nè. Nó thành kìa. Quay đâu? Quay vào cái thái luôn. Ba, hai, một, anh ném. Ném vô máy luôn. Ném vô luôn, đúng rồi. Rồi. Cái gì mà này nọ? Cái này hơi tốn thóc của anh đó. Sao? Được. Thóc này anh chơi được. Này lát nữa mình chữa bệnh như vậy. Chữa bệnh cho gà thôi, dịch đâu bệnh không? Xịt xịt nó bữa anh. Ui gà trống. Rồi giờ vô quay cảnh đi thu hoạch trứng đúng không? Dạ. Vô chưa? Vô chổng đi rồi mới chổng mới quay hả? Dạ. Cứ đi đi tận hưởng từ từ. Vô rộng ở đây nè, đứng tán từ từ. Đó. Vậy hả? Đúng rồi, khóa lại. Ở dừng té xuống mương nha. Qua mương. Nghĩ cầu đó qua. Rồi, ok. Diễn là diễn luôn nha. 3, 2, 1. Hả? Oh! Yeah! Cầm chỏ nha. Ở đây chơi con. Ok. Từ để nó lại. Từ chưa. Cái này đâu phải quay quanh quanh xót đâu. Chưa hả? Chưa. Quay cái góc từ cái giò nước vô mới thấy cái miệng nó hạnh. Từ cái phía ảnh á, qua cái phía ảnh. Đó đó đó. Thấp máy xuống, thấp máy xuống. Đúng rồi, đúng rồi, cho nó liếm liếm vô máy luôn. Bơi ra ngoài con. Chưa. Bơi 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 bơi. Còn Thanh là Lucy nha. Ở cầm nước hả? Ha ha ha!
Bây giờ cho hai, bây giờ hết đất, cho hai đứa nó ra hết đất luôn. Ok anh, ok. Ủa, chỗ nào khô khô, quanh đây khô nè. Đấy rồi, đúng rồi. Trời ơi. Hết về luôn đúng không? Rồi, yeah. Hết luôn đây. Rồi, 3, 2, 1. Ôi, ôi. Lucy. Bye 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 Lucy. Lucy bye. Rồi ok. Ok các bạn, vừa rồi là những cái hoạt cảnh vui vui mà team tụi mình đã thực hiện trong cái buổi phỏng vấn trong cái clip sắp tới đây. Thì mình thấy cái nào hay, vui, hấp dẫn thì mình quay cho mọi người coi ha. Mong là trong cái clip chính sắp tới của bạn Thạnh đây thì sẽ được mọi người đón nhận. Thì mọi người đón chờ xem trong cái clip đó mình đã chia sẻ điều gì ha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, xem clip vui vẻ. Bye bye, bye.